Thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật tại khu hội của tù nhân chính trị Bắc Cali. Buổi hội luận Tổ quốc lâm nguy chúng ta phải làm gì và ra mắt sách Trung Cộng đế quốc mới. Diễn giả chính hôm nay là nhà biên khảo Phạm Trần Anh. Buổi hội luận được điều họp bởi bác sĩ Phạm Đức Vượng, nhà biên khảo Phạm Trần Anh, tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng và ông Phạm Hữu Sơn. Rất đông các nhân sĩ đại diện các cộng đồng hội đoàn và các bạn trẻ đến tham dự. Chủ tịch cộng đồng đã nói chúng ta có chương trình trung hạn. Hồi nãy diễn giả Trần Anh có nhắc đến vấn đề giáo dục ở Việt Nam hiện tại đang đưa tiếng Trung vào đất nước của chúng ta. Quý vị cứ mạnh dạn đề cập tất cả những cái ý kiến của quý vị. Trong buổi hội luận diễn ra rất sôi nổi trong nhiều giờ và nhiều ý kiến khác nhau được nêu lên, đã nói lên niềm ưu tư thao thức trước vận mệnh của dân tộc. Kết thúc buổi hội luận với tuyên cáo sau đây. Chúng tôi long trọng tuyên cáo trước quốc dân, đồng bào và công luận quốc tế. Thứ nhất, tập đoàn Việt Nam Cộng sản bất nhân hại dân bán nước cầm đầu là Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm, phải cúi đầu đền tội phản quốc cho toàn dân trong ngày lịch sử phán xét tới đây. Thứ hai, cái gọi là nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không do nhân dân bầu ra trong một cuộc bầu cử dân chủ tự do, nên tất cả những văn kiện ký kết với Trung Quốc đều vô giá trị. Thứ ba, toàn thể nhân dân Việt Nam nhiệt liệt ủng hộ tiếng nói công chính, lương tri của nhân loại và tòa án trọng tài quốc tế CPA với phán quyết không công nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc. Thứ tư, nhiệt liệt ủng hộ cuộc xuống đường biểu tình đòi tống cổ Formosa ra khỏi đất nước và truy tố những kẻ bao che đồng lõa gây tội ác Formosa. Thứ năm, tha thiết kêu gọi đồng bào Việt Nam hải ngoại mỗi người ủng hộ $1 để hưởng ứng phong trào 1 triệu chén cơm cho đồng bào nạn nhân thảm họa Formosa và gây quỹ khởi kiện tập đoàn Formosa trước tòa án quốc tế, cùng với đồng bào trong nước, đồng bào Việt Nam chúng ta hải ngoại tẩy chay không mua thực phẩm độc hại của Trung Quốc, thực phẩm Việt Nam dán nhãn hiệu Trung Quốc và hạn chế tối đa việc gửi tiền về Việt Nam. Nếu không có số tiền hàng chục tỷ Mỹ kim thì chế độ Việt Nam Cộng sản sẽ sụp đổ không phương cứu chữa. Thứ sáu, cực lực lên án hành động phá chùa chiếm đất của bảo quyền Cộng sản Việt Nam và đề nghị với chính phủ Hoa Kỳ đưa nhà nước Cộng sản Việt Nam vào lại danh sách CPC. Thứ bảy, tha thiết kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam trong nước hãy đứng lên tranh đấu đồng loạt giành lại dân chủ tự do, giành lại quyền sống làm người để góp phần cứu dân cứu nước. Đồng bào hải ngoại quyết tâm đoàn kết một lòng yểm trợ quốc nội, diệt kẻ nội thù, chống quân xâm lược, làm tại San Jose ngày 25 tháng 9 năm 2016. Tường trình cho đài truyền hình SBTN từ miền Bắc của tiểu bang California.